Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video này em sẽ giới thiệu cho các bác một cái chiếc xe đạp địa hình màu đỏ và bánh là bánh cặp ở mùa hè năm 2018. Em đã có một cái video giới thiệu như thế nào là bánh cặp và bánh cối lổ. Thì đây là chiếc xe đã được trang bị cái cặp bánh nguyên cặp bi vòng và cối lổ như vậy. Và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết chiếc xe này. Chiếc xe này thì em đánh giá chi tiết bởi có một bác khách hàng không biết dùng Zalo, cho nên là yêu cầu em quay cái chiếc xe này lên để bác ấy tham khảo lựa chọn mua. Thì bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết cái chiếc xe đạp Coratec địa hình được trang bị cặp bánh nguyên cặp cối lổ bi vòng. Vâng, các bác đang nhìn thấy là tổng thể chiếc xe đạp địa hình hiệu Coratec. Đây là một thương hiệu của Đức. Cái chiếc xe này thì em quay theo yêu cầu của một bác đang hỏi chiếc xe địa hình màu đỏ. Và bác ấy không biết dùng Zalo, cho nên là em quay cái chi tiết xe này để up lên YouTube để có bác ấy xem luôn. Xe này thì em còn mấy chiếc. Về cấu hình của chiếc xe thì đây là xe được trang bị một cái đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Gạt đĩa là Thule. Đè đằng sau là Antut và líp 8 tầng Shimano líp thả. Và xe này được trang bị một cái bánh cặp nguyên cặp mà em đã có mùa hè năm 2018, em đã có một cái video nói về bánh nguyên cặp đấy, là của hãng Zanten. Mayer đũa và vành là nguyên hết, và xe được trang bị phanh dầu Techo. Và bánh này là bánh bi vòng và là cối lổ nguyên cặp. Và đây, như các bác em có thể quay cho các bác nghe thế nào là cối lổ. Cứ ngỡ là ve sầu kêu mùa hè. Đấy, cối nó sẽ lổ rất to như ve sầu ấy. Đây, bánh đằng trước cũng là bánh nguyên cặp hãng Zanten, màu trắng, xe màu đỏ, điểm xuất vành màu trắng. Tay chuyển số Shimano 8 tốc độ cho líp đằng sau và 3 tốc độ cho đĩa đằng trước. Phanh dầu Techo. Chiếc xe này thì size nhỏ, phù hợp với người cao từ khoảng 1m62 cho 1m75 là đi chiếc này là hợp lý. Vâng, và em đã đánh giá xong các chi tiết xe đạp này và giá bán là em đã công khai để ở dưới cái phần mô tả cái phần tiêu đề của video này. Và các bác có thể quan tâm đến chiếc xe đạp, và nếu muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Em là Kiên. Các bác có thể nhắn Zalo chứ cũng không cần gọi điện, bởi vì gọi điện thì vẫn phải xác nhận nói chuyện hay là hình ảnh hay là video qua Zalo. Thì bây giờ Zalo là một cái phương tiện liên hệ rất là hữu hiệu để mà tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Thì các bác có thể nhắn Zalo luôn, và đôi lúc em đi đường thì em không thể nghe máy được, thì các bác cứ nhắn Zalo rồi em sẽ về em trả lời sau. Zalo của em là 0975 709 943 và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất là nhiều các cái xe đạp khác, thì nếu mà các bác quan tâm đến các cái xe đạp khác thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em, tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký màu đỏ và cộng với ấn chức chuông, để các bác là những người đầu tiên được xem clip khi mà em
có xe mới em post lên trên đó. Ngoài ra em còn bán một số các cái mặt hàng đồng hồ cũ đeo tay, thì các bác có thể quan tâm đến đồng hồ cũ đeo tay hay là tranh thư pháp cổ, giả cổ, thì các bác có thể lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và những cái xe này ấy, thì trong cái giá bán ở trên tiêu đề ấy, thì em đã bao gồm là bao ship toàn quốc và tặng kèm bảo hành 1 năm về phần phụ tùng và tặng kèm các cái đồ đạc như sau. Và khi các bác ở tỉnh xa thì em sẽ tiến hành đóng gói xe vào trong hộp cắt tông và chuyển theo đường bưu điện để gửi đến nhà các bác, rồi thu lốt tiền hoặc các bác có thể chuyển tiền hết, tùy các bác lựa chọn. Và đây là những cái phụ kiện mà khi các bác mua xe của em thì sẽ được em tặng tùy theo những cái xe có thể lắp được hay không. Đó là túi đồ, chắn bùn, rồi khóa dây, rồi chuông, rồi đèn nháy, tóm lại là giá bình nước. Đấy, các bác có thể là được tặng khi mà mua xe ở bên em là được tặng những cái phụ kiện cơ bản để mà sử dụng xe một cái cách dễ dàng hơn. Và tất cả là được miễn phí, free ship. Trong giá bán nữa là bao gồm free ship. Và các bác ở tỉnh xa là em sẽ tháo bánh trước ra và em sẽ có một cái bộ tun để cho các bác có thể tự lắp được chiếc xe tại nhà mà bánh trước thôi, rất là dễ dàng. Và em có clip hướng dẫn đầy đủ nếu mà các bác chưa biết lắp. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.